Xin chào bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Small Gym. Hôm nay thì chúng ta sẽ đánh giá thử xem Henry Cavill có sử dụng steroid hay là không nha. Ok, thì câu chuyện bắt đầu từ tuần trước khi mà chúng ta có một bức ảnh bắt lỗi form deadlift của anh ấy trong video Henry Cavill Training for Man of Steel. Thực ra thì chuyện cũng chẳng có gì bất thường khi mà mình nhận thấy có một vài cái vấn đề Henry Cavill ở một vài thước phim trông có vẻ là to gấp đôi so với người ở trong video và chắc chắn là gấp 3 trong bộ phim mới nhất mà anh ta mới đóng, đó là The Witcher. Anh ta to vãi cả đái. Đầu tiên thì cũng phải xác định rõ ràng rằng mình không phải là huấn luyện viên của anh ấy và đương nhiên là mình cũng không nắm được dinh dưỡng và tập luyện, và mình là một fan của Batman. Vậy nên thì các bạn hãy sẵn sàng đi nha. Ok, vẫn chiến thuật cũ. Chúng ta cùng tìm các video hay làm hình ảnh cũ thể hiện cái sự phát triển của anh ấy qua từng giai đoạn. Henry Cavill sinh năm 1983 và bộ phim đầu tay được đóng là năm 2001, tức là năm 18 tuổi. Độ tuổi không được ổn cho lắm trong cái việc giải quyết nghi vấn của chúng ta hôm nay, nhưng cũng là thời điểm được coi là bẻ gãy sừng trâu. Cùng xem qua body của Henry vào thời điểm này nhé. Ở độ tuổi 18 thì so với mặt bằng chung, body như thế này là khá ổn, nhưng mà là đối với người không tập luyện gì thôi. Bạn cần nhớ rằng anh ta đã xác định là mình sẽ trở thành một diễn viên hoặc không thì sẽ tham gia vào quân đội. Nguồn thì ở Wikipedia. Vậy nên thì việc chủ động cho việc tập luyện của các diễn viên là hoàn toàn bình thường. Mình mong rằng đây chỉ là một body tự nhiên và không tập luyện gì cả. Cùng kiểm tra các bộ phim tiếp theo nha. Xem là có cảnh nóng nào không. The Count of Monte Cristo 2002. Ôi giời, nhiều quần áo quá. Mạn phép bỏ qua. I Capture the Castle là một bộ phim cổ trang. Thôi lại mạn phép bỏ qua luôn. Mấy cái bộ phim kiểu như thế này thì quần áo nhiều phải cơ giờ. Mấy bức này thì không phải là trong bộ phim này nhá, nó là một bộ phim khác, vậy nên thì chúng ta sẽ đánh giá sau. Ok, cùng năm 2003 chúng ta có bộ phim Midsummer Murder. Có vẻ như anh ta bị béo lên hơn một chút, vai tròn hơn và có chắc là có thêm một chút cơ bắp. Trong vòng 2 năm thì tôi thấy Henry có vẻ là thuộc kiểu Edomod, là khung người khá lớn với khả năng mỡ cao. Kiểu body này của Henry thì vẫn có thể xây dựng cơ bắp bình thường, chỉ có là cái khả năng giảm mỡ và cắt nét hay là giữ cơ thể khô trong thời gian dài sẽ là hơi kém. Mình đang nói đến là mọi thứ là hoàn toàn tự nhiên nhé. Còn nếu mà có sử dụng steroid thì mọi đánh giá ở đây đều bị loại trừ. Cùng tiếp tục nhé. Hellraiser, Hellworld. Cái tên này có vẻ là khá là tiềm năng. Để chắc là mình muốn clip chất lượng hơn thì mình sẽ phải xem qua hết toàn bộ cái đống phim này. Phần phim xem phim sẽ hơi tốn thời gian nên mình sẽ mạn phép bỏ qua luôn nha. Ok, thì cảnh lộ body tiếp theo là vào năm 2009 ở bộ phim Blood Grease. Thì 2009 thì Henry đã 25 tuổi, 5 năm sau bộ phim trước mà chúng ta vừa được review. Có rất nhiều cơ bắp được xây dựng trong khoảng 5 năm nhưng mà body fat vẫn khá là cao, tầm 15-20%. Nói chung là nếu như mà chúng ta so sánh bức ảnh năm 18 tuổi so với bức ảnh này thì có vẻ như là hoàn toàn bình thường. Với 7 năm tham gia thể thao từ năm 18 đến năm 25 tuổi, có một chút cơ bắp gọi là nền tảng nhưng mà vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện. Không có một bất kỳ cái dấu hiệu gì mà cho là anh ta sử dụng một loại steroid hay là thực ra là không cần thiết để có thể đạt được body như thế này. Nhưng vẫn có thể anh ấy sử dụng steroid để đốt cháy giai đoạn. Chúng ta vẫn chưa có gì chắc chắn vì không có nhiều update body trong vòng 5 năm. Mình cũng không chắc là Henry có tham gia tập luyện điều độ hay là không. Kiểu như là không tập luyện gì mà đùng một cái nhận được một bộ phim hành động thì chúng ta làm một chút. Có thể trong khoảng tầm 3-4 tháng là ok. Ok, chúng ta cùng đến với bộ phim tiếp theo, ra mắt vào năm 2011, đó là Zemimoto. Một bộ phim chém giết khá là tuyệt vời và chắc là bộ phim đầu tiên mà mình xem Henry Cavill thủ vai. Mình rất thích vóc dáng của Henry ở trong bộ phim này. Đây là năm anh ấy 28 tuổi và mình đã thực sự trở thành một fan cứng. Năm công chiếu là năm 2011, lúc này Henry đã 28 tuổi, tức là chuẩn bị bước sang đầu 3 và phần trăm body fat rơi vào khoảng từ 10-12%. Thực ra thì Henry cũng không to ra nhiều lắm, chỉ là khô và cắt nét hơn thôi. Trong khoảng 2 năm, nếu mà bạn tập luyện chăm chỉ, không nhất thiết phải sở hữu một gen di truyền tốt, bạn vẫn có thể đạt được body như thế này. Mình không biết là Henry có sử dụng một loại rung fat burn nào không, nhưng theo mình thì không có sự phát triển cơ bắp nhiều, quá bất ngờ trong bức ảnh như này. Ok, chúng ta cùng đến với Man of Steel, người đàn ông thép. Năm phát hành là 2013, tức là lúc đó Henry đã bước qua tuổi 30. Chúng ta có cảnh Henry Cavill trộm quần áo sau vụ dập giàn khoan. Và thực sự thì cơ bắp dày hơn rất nhiều, ngực vai rất to và cả cánh tay cũng rất phát triển, nhìn rất là tuyệt vời. Thực ra thì đây là một đoạn mà mình đã phải nghiên cứu khá nhiều. Vì theo khảo sát trên Facebook thì có khá khá các bạn ý kiến là
có áp dụng kỹ xảo Hollywood và có thể được nhiều cơ bắp hơn. Trong khi các video training thì lại không được như vậy. Và nó làm cho mình thực sự băn khoăn có nên tiếp tục hay là không. Nhưng may quá, chúng ta có một phát biểu hùng hồn của nhân vật chính. Anh ấy từ chối sử dụng kỹ xảo và cả steroid để update body vì không muốn lừa dối khán giả, muốn cái hình tượng của Superman thật là tuyệt vời. Henry Cavill cao khoảng 1m85 và nặng tại thời điểm này chắc là khoảng 90kg. Và bạn dự đoán thử xem ở tại thời điểm Immortal thì anh ấy nặng khoảng bao nhiêu kg. Anh ta đã gain được khoảng bao nhiêu kg cơ chỉ trong vòng 2 năm. Bạn nên xác định một điều là chỉ trong vòng 2 năm vừa qua, còn lại toàn bộ cuộc đời thì Henry chưa bao giờ khô như thế này. Ở mức body fat liên tục được giữ trên 20% trong cả cuộc đời, bạn có thể gain cả chục kg cơ bắp chỉ trong 2 năm khi mà giữ mức body fat từ 10 đến 12% được hay là không? Điều này không hề khả thi một chút nào, nó không hề cân bằng. Điểm cân bằng của cơ thể của cả cuộc đời Henry không phải là 10 và 12%, vậy nên nó sẽ không tối ưu cho việc phát triển cơ bắp. Bạn thực sự có thể là tăng được 5kg cơ bắp trong vòng 1 năm nếu như bạn là người mới tập. Nhưng nếu một người đã tập luyện nhiều năm thì thực sự là rất khó. Trong khi đó thì 2 năm mà bạn có thể gain được 10kg cơ bắp thì thực sự là không thể tưởng tượng nổi, mà độ tuổi lại là từ 28 đến 30 tuổi. Có thể bạn sẽ ý kiến rằng là ở trong phim Man of Steel thì Henry không được khô. Hãy nhìn kỹ vào phần cơ bụng dưới của anh ta. Anh ta có cả vệt cắt của múi thứ 8. Và có thể là nó bị che một chút bởi lông lá, nhưng mà 8 múi là rõ ràng. Thể hiện cho việc là gain được rất nhiều cơ bắp theo hướng tổng thể. Chúng ta có một bài phỏng vấn Henry ở đây. Và Henry xác nhận là phần trăm body fat tổng thể trong toàn bộ phim là khoảng 5-7%. Nhưng ở các cảnh cởi trần thì anh ta sẽ phải ăn kiêng trước và giảm body fat xuống 3 hoặc 4%. Mình nghĩ thế này là bốc phét thôi, nhưng mà thực ra ở đây thì khoảng tầm 10% là cùng. Cơ thể của chúng ta sẽ luôn có mức cân bằng tuyệt vời để phù hợp với gen di truyền. Dù bạn có cố gắng hết cỡ trong một thời điểm nhất định nào đó, ví dụ như là một cuộc thi thể hình, thì bạn vẫn không thể giữ độ khô như thế này được, và rồi sẽ lại quay lại trở lại cái điểm cân bằng mà thôi. Để giữ cơ thể bạn khỏe mạnh thì thông thường body fat sẽ khoảng tầm 15%. Ở đây thì chúng ta có cả video Henry tập luyện cho Man of Steel, và mình không đánh giá về kỹ thuật tập luyện như các bạn có thể thấy ở đây nhé. Thì tất cả những cái đống bài tập này, push up, ring push up, chin up rồi lại burpee, thì lắc đa có một vài cái deadlift. Đây giống như là một chương trình để giảm mỡ và giảm cân, một chương trình tập trung hầu hết vào cardio, tim mạch, chứ không hề có mục tiêu là hướng đến phát triển cơ bắp. Bạn nghĩ rằng việc mà bạn tập theo mấy cái clip body weight hay là một chút tạ nhỏ nhỏ ở trên YouTube của các cái idol fitness là bạn có thể sở hữu một body ngon nghẻ sao? Tỉnh lại đi nha. Ở đây thì mình có clip hip thrust của Chloe Ting, là một YouTuber nổi tiếng khoảng 5 triệu sub trên YouTube, và họ đang mẹ hip thrust đến gần 200kg. Bạn biết Chloe, cô gái này đúng không ạ? Đấy. Hay đơn giản là như là tập calisthenics đi chẳng hạn. Nếu mà bạn chỉ xoay quanh các cái động tác cơ bản hoặc là các động tác kiểu khó hơn một chút thôi, nhưng mà không lót thêm tạ, thì bạn cũng sẽ chỉ gầy nhom thôi, chứ không thể nào phát triển cơ bắp một cách khổng lồ được. Ok, đợi một chút. Ở đây mình có một nghiên cứu. Đơn giản là ví dụ cho các bạn một chút nhé. Chúng ta có một tệp nam giới chưa từng tham gia bất kỳ loại hình tập luyện vận động chuyên nghiệp nào. Tuổi thì từ 19 đến 40, được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất tiêm 600mg testosterone hàng tuần và không tập luyện gì cả. Nhóm thứ hai là cũng tiêm 600mg testosterone nhưng mà có kết hợp tập luyện. Và nhóm thứ ba được tiêm giả dược, có nghĩa là người lừa người ta là cũng tiêm test và có kết hợp tập luyện. Kết quả thì nhóm thứ ba và nhóm thứ nhất sau 10 tuần thì tăng được lần lượt là 1,9kg cơ và 3,2kg tổng thể cơ bắp. Còn nhóm thứ hai thì tăng được 6,1kg cơ bắp chỉ trong 10 tuần. Và bạn nên nhớ là tất cả những người thuộc tệp này, như đã nói ở trên, thì là đều chưa từng tham gia tập luyện chuyên nghiệp. Vậy nên thì việc chỉ tham gia tập luyện dù mục tiêu có là gì đi nữa, nhưng có sự hỗ trợ từ hormone ngoại sinh, kết quả rất là khủng khiếp. Link thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cho các bạn là muốn nghiên cứu thêm. Ok, thì bạn có thể áp dụng được với cả cái ví dụ ở trên của mình. Có thể việc tăng trưởng lên cả cơ cả mỡ với một nửa là cơ và một nửa là mỡ, hay thậm chí là gain được 10kg với chỉ trong số đó là 3-4kg đó là cơ bắp thôi, thì đối với mình cũng đã là một thành công lớn rồi. Các bạn có thể không đánh giá cao về vấn đề tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến cái việc tập luyện, hay chúng ta thường truyền nhau rằng tuổi tác chỉ là con số, sau đó thì show ra vào ảnh của vài người đàn ông như thế này. Và bạn tự tin là khi về già bạn cũng sẽ làm được điều như thế này đúng không ạ? Hãy quên luôn cái mùa xuân này đi nha. Nhìn kỹ vào đây này, nhũ hóa tiến vú ở tuổi 70. Mình xin gửi bạn biểu đồ lượng hormone nam testosterone từ năm 20 đến 70 tuổi. Sau tuổi 25, tốc độ suy giảm testosterone tụt dốc không phanh, và đến năm 35 tuổi thì lượng test của đàn ông trung bình sẽ chỉ còn một nửa.
Đây chỉ là một cái biểu đồ trung bình và mình biết là số lượng tham gia tập luyện thể thao nghiêm túc trong cái tệp nghiên cứu này chỉ là một số lượng cực kỳ nhỏ. Còn lại là mấy thanh niên kiểu sáng đi làm tối đi bar hay là đánh tennis xong thì làm cốc bia là phần lớn. Nhưng chắc chắn rằng nếu một người tham gia tập luyện chăm chỉ từ khi còn trẻ và tiếp tục duy trì tập luyện thì body của bạn khi bắt đầu ở độ tuổi trung niên chắc chắn sẽ không thể cải thiện tốt hơn được. Trừ The Rock ra. Có thể lượng người biết đến The Rock chắc chắn còn nhiều hơn là lượng người biết đến sự tồn tại của steroid. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhìn sang một hướng khác. Có thể Henry không được to như trong bộ phim, cảnh quay thực ra chỉ xảy ra vẻn vẹn trong vài giây, không nói một lời thoại nào cả, chỉ chạy và nhìn loanh quanh. Vậy nên thì có thể là anh ấy trước đó đã thực hiện khoảng 100 cái push-up để có thể có hiệu ứng pump up, hoặc là anh ấy vừa calf up sau một thời gian khoảng 1 đến 2 tuần low carb. Chứ còn bình thường mà nếu mà bạn diễn một cảnh cởi trần và có lời thoại và bạn vừa push up 100 cái thì thực ra là bạn sẽ thở lè lưỡi ra luôn. Cộng với cả hiệu ứng ánh sáng triệu đô của Hollywood nữa thì có thể bức ảnh sẽ được rất nhiều cái tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với bộ phim cuối cùng của cảnh Soul Body của Henry Cavill và cũng là bộ phim được sản xuất gần đây nhất năm 2019, The Witcher. Lúc này thì Henry Cavill đã 36 tuổi. Thật khủng khiếp. Hãy nhìn kỹ quả vai này và cánh tay này. Cảm giác như là mình chỉ cần siết nhẹ khoảng 5kg mỡ là có thể lên sàn được luôn vậy. Cũng có thể là do kỹ xảo CGI và có vẻ như là Henry chỉ hứa là không xài steroid và kỹ xảo điện ảnh trong phim Superman mà thôi. Còn The Witcher thì không có. Ok, chúng ta có một cảnh ngồi gác tay trong bồn tắm. Cảnh này thật sự bạn có thể quan sát kỹ hơn đoạn tương tác này, cảm nhận độ dày của vai. Khá là khủng khiếp. Chúng ta có một bức ảnh update trên Instagram của Henry vào khoảng 2 năm trước. Ok, có thể các bạn sẽ có những cái nhận định không chính xác về tuổi tác của các diễn viên vì đơn giản họ quá đẹp và nhìn rất trẻ. Nhưng vấn đề về tuổi tác sẽ không chừa một ai cả. Và sự thật là khi chụp bức ảnh này thì Henry đã ở độ tuổi trung niên rồi, khi mà mức test tự nhiên của cơ thể chỉ còn phân nửa thôi. Mình thừa nhận rằng testosterone không phải là thứ duy nhất quyết định khả năng tiến bộ của bạn. Vấn đề là khi bạn bước qua tuổi 30 và bạn trông càng ngày càng tuyệt vời thì đó mới là một điểm cực kỳ nghi ngờ. Ví dụ như Dr. Jackson là nhà vô địch Miss Olympia 2008. Các bạn biết chắc chắn rằng Dr. Jackson có sử dụng steroid đúng không ạ? Để dành cho thi đấu. Nhưng mà hãy nhìn hai bức ảnh này đúng không ạ? Không thể tránh khỏi sức mạnh của việc lão hóa của thời gian được. Ok, thì chắc đây là những cái ý mà mình muốn nói cho các bạn. Còn cảm nhận của bạn về diễn viên này như thế nào thì tùy các bạn. Video này là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên của Small Gym. Đừng có ai mà đòi mình là The Rock có sử dụng steroid hay là không nha. Nếu những bạn mà có cái nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline hay là đăng ký mua sách chỉ dẫn của cơ bắp thì các bạn có thể chỉ dẫn của cơ bắp và 13 tuần giảm mỡ thì các bạn có thể liên hệ cho mình tại fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym hay là Facebook cá nhân của mình. Tất cả mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên Small Gym. Còn giờ thì bye bye.